Sau Nhật xin chào các bác nhé. Lâu lâu rồi hôm nay mới về là cái dòng TA1 giá cả rất là hợp lý phục vụ các bác này. Ở đây là một cái con TA1 mặt mũi rất đẹp các bác nhé, cực đẹp luôn này. Đấy, mã số 9, mặt mũi nguyên bản rất đẹp các bác nhé. TA1 thành vách lưng niếc còn rất ok. Đây là cái dòng cao cấp các bác, sản xuất năm 2018. Đề cao CD máy 0585 TA1. Chiều cao của máy thì nó cao là 60 phân. Đấy, rất phù hợp với các cái gian bếp của các bác thiết kế các tủ bếp thấp nhé. Chiều ngang là 55. Chiều dày của máy là 35 phân. Đấy. Tất cả các chức năng bên em đã test chạy ok ngon lành hết rồi. Máy thì thời điểm này quá rẻ các bác ơi. Chiếc này em bán là 5.900.000, bảo hành 1 năm. Giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp nhé. Năm ngoái thì cái chiếc TR3 Panasonic có giá là 5.500.000 rồi, nhưng năm nay thì chiếc TA này mới có 5.900.000 thôi. Đấy. Năm ngoái cái chiếc TA này nó vào khoảng 11-12 triệu, năm nay rẻ bằng một nửa thôi nhé. Mình tranh thủ lấy mẫu mã đời mới rất là đẹp các bạn này, có 5.900.000. Bác nào có nhu cầu thì các bác ủng hộ bên em nhé. Chào các bác.